Hùng mến chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Nhà Đất Đồng Tháp của Hùng. Hôm nay thì Hùng có nhận quay bán cho ông anh một cái miếng đất. Thì Hùng đang là có mặt tại là trục đường Hùng Vương thuộc khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh của tỉnh Long An nha cô chú anh chị. Và đây là cái phần hiện trạng đất. Ngang là 10m, dài sâu vô trong là 20m. Tổng diện tích là 201m2, loại đất thổ cư. 201m2 này là đất full thổ cư luôn nha cô chú anh chị. Mặt tiền đường Hùng Vương và vị trí đất rất đẹp nha cô chú anh chị. Nằm ngay cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Hướng bên này á, thì mình đi đường Hùng Vương chạy thẳng luôn á, là đường Lê Duẩn. Còn rẽ tay trái á, thì mình đi ra cái ngân hàng Agribank ngay chỗ mà dòng xe quốc lộ 62, là cách chỉ có là 700-800m thôi nha cô chú anh chị. Rất là thuận tiện đi lại. Còn một cái hướng bên này á, thì là cũng đi ra cái tuyến quốc lộ 62 luôn. Đường thì vị trí đất á, thì nằm ngay cái ngã tư đèn xanh đỏ. Mình rất là thuận tiện đi đâu cũng được nha cô chú anh chị. Còn hướng bên này á, là mình đi ra cái văn phòng công chứng, cái công an, trường học. Ở vị trí rất là đẹp, nằm đất á, nằm thuộc trung tâm của thị trấn Tân Thạnh. Xung quanh thì dân cư rất là đông đúc nha cô chú anh chị. Ở đây thì là cái kế miếng đất mình á, là được làm cái cống nước rồi. Giáp bên tay phải á, là đất thuộc nhà nước quản lý nha cô chú anh chị. Thì sau này nhà nước người ta làm vỉa hè đó thì mình vẫn sử dụng được nha cô chú anh chị. Ví dụ như là mình đậu xe này nọ cũng rất là thuận tiện nha cô chú anh chị. Đất ở vị trí đẹp, nằm ngay cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Thì xung quanh quanh đất á, thì bà con hàng xóm người ta cũng cắt nhà rất là đông nha cô chú anh chị. Chỉ còn cái miếng đất của mình là miếng đất trống. Đây là cái phần cống này nha cô chú anh chị. Phần cống qua giáp bên tay trái này là đất thuộc nhà nước quản lý. Còn phía bên tay phải, phía trong cống là đất của mình nha cô chú anh chị. Đất thì sổ sách pháp lý có đầy đủ nha cô chú anh chị. Thì từ cái vị trí đất nha cô chú anh chị, rất là thuận tiện đi lại. Nằm trong là thị trấn Tân Thạnh của huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Thì bán kính 700m á, thì là có là ủy ban, văn phòng công chứng, quán cà phê, công an, ngân hàng. Rất là đầy đủ các hệ thống tiện ích. Từ đất á, thì mình đi lại chợ Tân Thạnh á, là 1,6 km. Đi Mỹ Phước Tây của Tiền Giang á, là 14 km. Đi thị xã Cái Lệ Tiền Giang á, là 25 km. Đi Trường Xuân Tâm Nông là 30 km. Đi cửa khẩu Bình Hiệp của đi cửa khẩu Bình Hiệp á, là 30 cây. Đi thành phố Tân An á, là 45 cây. Đi thành phố Hồ Chí Minh á, là 70 cây nha cô chú anh chị. Đất thì ở vị trí rất là đẹp, thuận tiện đi lại. Thì cô chú anh chị mình có thể là mình mua, mình để đó, hoặc là mình có thể là mình kinh doanh. Cái cơ sở kinh doanh cũng rất là thuận lợi nha cô chú anh chị. Tại vì đất là nằm ngay cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ, rồi mặt tiền đường Hùng Vương. Đường này thì đường cũng rộng nữa, có vỉa hè sẵn, cống thoát nước sẵn, thì rất là thuận lợi cho cô chú anh chị mình. Và Hùng xin nhắc lại cái phần diện tích của cái miếng đất này á, là ngang 10m, dài 20m, tổng diện tích là 201m2, đất full thổ cư 201m2 luôn nha cô chú anh chị. Giá chính chủ kêu bán là 3.800.000.000 đồng. Pháp lý sổ sách có đầy đủ nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị liên hệ Hùng á, thì Hùng sẽ dẫn anh chị mình đi coi đất, rồi gặp trực tiếp chính chủ mình thương lượng về giá cả nha cô chú anh chị. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian coi hết video của Hùng. Cô chú anh chị nào chưa bấm đăng ký thì hãy bấm đăng ký kênh Nhà Đất Đồng Tháp của Hùng để theo dõi những video về nhà hoặc đất tiếp theo. Xin mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở video về nhà đất tiếp theo. Chúc cô chú anh chị mình sức khỏe và thành công.